giải pháp để tài khoản Facebook an toàn, hiệu quả, tin cậy, dễ dàng xây dựng thương hiệu cá nhân và bán hàng online hiệu quả. Sử dụng ngay Simple Account. Truy cập và xem thông tin chi tiết tại atpsoftware.vn. Nhờ cuộc nói chuyện với em bé Hà Giang, cựu giám đốc marketing Vinamilk đã đưa một dòng sản phẩm từ chỗ ế không biết cho ai lên top bán chạy nhất. Marketing là câu chuyện được cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ đều rất quan tâm. Bởi nếu có chiến lược marketing phù hợp, mỗi công ty hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện các dòng sản phẩm từ chỗ đang ế ẩm, bán làng nhàng sang chiều hướng tốt. Xuất hiện tại sự kiện Marketing giỏi phải kiếm được tiền do Shape the Academy tổ chức sáng ngày 11 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội, anh Phạm Lê Thái, cựu giám đốc marketing Vinamilk đã truyền cảm hứng cho những người tham dự bằng một câu chuyện như vậy. Với kinh nghiệm hơn 10 năm ở Vinamilk, anh Thái chia sẻ anh đã tham gia vào việc định hướng chiến lược marketing cho nhiều ngành hàng khác nhau như cà phê, nước giải khát, bánh quy, sữa tươi, sữa chua, kem. Trong đó có một trường hợp anh đã lật ngược thế cờ thành công, đó là trường hợp một dòng sữa chua uống dành cho trẻ em ra đời cách đây khoảng 10 năm. Cựu chuyên gia marketing Vinamilk cho biết ban đầu sản phẩm này tung ra nhằm nhắm đến đối tượng khách hàng là phụ nữ. Đặc biệt khi nhiều nghiên cứu lâm sàng trên thế giới đều chỉ ra rằng việc sử dụng các sản phẩm đồ uống lên men sẽ giúp cho phụ nữ có tiêu hóa tốt, có làn da đẹp hơn. Bám vào ý tưởng này, đội ngũ marketing của anh ngày đó đã triển khai định vị trong khỏe khoắn, ngoài tươi xinh để hướng sản phẩm đến khách hàng là nữ giới. Anh Phạm Lê Thái nhớ lại cảm giác hào hứng ngày đó. Chúng tôi xác định sẽ nhắm tới phân khúc còn trống trong thị trường là phụ nữ, mà ở Việt Nam, xu hướng uống sữa chua, ăn sữa chua cho đẹp da rất đông nên thị trường sẽ là rất lớn. Tuy nhiên, trái với những gì họ kỳ vọng, kết quả kinh doanh thực tế lại rất tồi tệ. Trong vòng hơn 6 tháng sau đó, mỗi tháng Vinamilk chỉ bán được khoảng 300.000 đến 500.000 chai. Mùa hè còn đỡ chứ mùa đông doanh số rơi xuống còn khoảng 70.000 chai trên tháng. Anh Thái liên tục nhận được điện thoại từ phía sales, than phiền rằng sản phẩm gần hết hạn rồi, giờ biết cho ai. Tôi lúc ấy xấu hổ lắm, anh Thái chua chát mà nói. Cứ như vậy hơn một năm liền, bộ phận marketing của anh Thái đau đầu tìm đường ra cho dòng sản phẩm ấy. Cuối cùng, giống rất nhiều câu chuyện khác trong marketing, giải pháp để bắt nguồn từ thị trường. Anh Phạm Lê Thái cho biết lần đó anh đã cùng với giám đốc bán hàng miền Bắc của Vinamilk lên đến Hà Giang, đi thăm tận nơi các điểm bán lẻ. Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy các sản phẩm được tiêu dùng bởi đối tượng khách hàng là trẻ em chứ không phải là phụ nữ. Có một câu chuyện anh kể. Tôi hỏi một em bé, tại sao con lại uống cái này? Dạ, tại vì con thấy ngon, chua, ngọt, thơm ạ. Tôi hỏi tiếp, thế mẹ con có uống không? Mẹ con không ạ. Từ cuộc trò chuyện ấy, bộ phận marketing tiếp tục đi nghiên cứu các điểm bán ở 6 thành phố lớn khác nhau của Việt Nam để tìm hiểu xem lý do trẻ con uống dòng sữa chua mới này là gì. Và họ phát hiện ra trẻ em lựa chọn đơn giản vì vị ngon, còn các mẹ đồng ý cho con mình uống vì tin tưởng đó là sản phẩm của Vinamilk. Lúc ấy, Phạm Lê Thái mới hiểu ra rằng mình đã nhắm sai đối tượng khách hàng mục tiêu. Anh bàn lại với giám đốc marketing thời điểm ấy, định vị là dòng sản phẩm của Vinamilk vào các khách hàng trẻ em thay vì phụ nữ, tập trung làm nổi bật tác động tốt tới hệ tiêu hóa thay vì làm đẹp. Chỉ bằng tác động này, sản phẩm bán được ầm ầm, đến giờ doanh thu lên tới mấy chục triệu chai trên tháng so với lúc đầu là khoảng 500.000 chai. Và đó vẫn là một mặt hàng tăng trưởng nhanh nhất, đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Vinamilk, vài nghìn tỷ là bình thường, anh Phạm Lê Thái tiết lộ. Từ trường hợp điển hình này, chuyên gia marketing Phạm Lê Thái nhận ra rằng sản phẩm không sai, nhưng nếu nhắm tới khách hàng mục tiêu sai thì sẽ dẫn tới lãng phí rất nhiều nguồn lực mà không mang lại hiệu quả gì. Anh Thái kết luận, một sản phẩm có thể phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều phân khúc khác nhau. Vấn đề ở đây là bạn phải cho khách hàng lý do đủ để họ mua sản phẩm của mình. Đó là lý do tôi nói, marketing giỏi phải kiếm được tiền. Marketing giỏi phải kiếm được tiền là series đầu tiên nằm trong chuỗi chương trình mang tên Business Talk Forum. Sự kiện được tổ chức bởi Viện Tiếp thị và Kinh doanh ứng dụng Shape Academy, mang đến những kinh nghiệm từ các CEO, founder và giám đốc marketing trong việc tối ưu hóa hoạt động marketing, đồng thời định nghĩa lại giá trị cốt lõi của marketing chính là chi tiền để kiếm được nhiều tiền hơn. Sự kiện được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 11 năm 2018 và tại Hà Nội là ngày 11 tháng 11 năm 2018. CafeBiz là đơn vị truyền thông chính thức cho sự kiện này. Từ Hồng Lam theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.